khi Ruby đến Meha Hut Store ở Hai Bà Trưng thì Ruby rất là thấy thoải mái. Đầu tiên là cái cách phục vụ của các bạn ở đây rất là chuyên nghiệp, và đặc biệt là cái thương hiệu ở đây thì rất là đa dạng. Trước kia mình hay đi ra nước ngoài mình mua, nhưng mà khi mình mua sắm ở nước ngoài thì không được tư vấn kỹ như là mình đến đây. Nhân viên phục vụ ở đây rất là chu đáo, và cũng như là người tư vấn cũng rất là nhiệt tình để thay đổi những cái màu mắt kính theo cái yêu cầu của Ruby. Thực ra Ruby rất là cầu kỳ,